Ok, mình là Tài Bùi đây các bạn nha. Hôm nay cái video này mình dành riêng cho các bạn chạy nốt này. Và mình sẽ test cho các bạn thấy là một con nốt mà nếu mà trường hợp cúp điện ấy, thì các bạn cần làm gì. Thì trước tiên mình chúc các bạn ngày mới an nhiên, sức khỏe. Các bạn có điều kiện thì nên chạy nốt, bởi vì cái phần thưởng từ nốt rất là lớn. Còn nếu các bạn không có điều kiện thì không cần lăn tăn trằn trọc mà mất ăn mất ngủ. Các bạn chỉ cần khóa 90 đến 100% trong vòng 3 năm thì cái cánh cửa của tự do tài chính nó sẽ rất gần với tất cả chúng ta, chứ không riêng gì anh em chạy nốt. Còn nếu có điều kiện mà chạy nốt thì quá tuyệt vời. Tổng chi phí của chạy nốt là tầm khoảng 13 triệu 7 thôi. Đây, là có một combo đầy đủ rồi. Và sau đây là mình sẽ đi vào cụ thể hướng dẫn này. Ví dụ như trường hợp mà cúp điện thì các bạn sẽ làm cái việc gì đầu tiên? Đây, mình sẽ hướng dẫn mọi người nè. Sau khi cúp điện lên thì màn hình nó sẽ nằm như thế này, nó chưa có gì vô, hoặc là nó có pin nốt rồi, nhưng mà đại loại nó sẽ nằm như thế này nè. Thì cái việc đầu tiên của chúng ta vào á, chúng ta sẽ vào cái biểu tượng pin nốt đây, chúng ta kích chuột đôi trái vào nè, kích đôi chuột trái vào đấy, kích đôi chuột trái vào pin nốt là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta tìm cái biểu tượng Docker, chúng ta kích đôi chuột trái vào Docker. Rồi, chúng ta chờ Docker nó chạy. Trong quá trình chạy thì chúng ta di chuyển cái BNode này qua một bên, Docker một bên, chứ chúng ta dễ quan sát. Rồi, ok, đây là BNode và đây là Docker. Đấy, thì sau khi chúng ta vào BNode và sau khi chúng ta vào Docker, nó sẽ hiển thị hai cái biểu tượng chính như thế này, là biểu tượng chạy blockchain testnet của BNode chúng ta. Việc đầu tiên ở chúng ta thao tác là trên BNode, thì trên BNode nó sẽ hiển thị những cái thông số như thế này. Đấy, thì các bạn vào chữ node này, sau khi mà kích đục chuột đôi vào nó hiển thị cái pin node lên như thế này, thì chúng ta sẽ vào chữ node, chúng ta chọn continue. Đấy, thì chúng ta còn chọn continue thì nó sẽ tự load qua bên này luôn. Thì nếu mà các bạn mà chạy node lâu rồi á, tầm khoảng một tháng trở đi rồi á, thì các bạn sẽ gạt tách sẽ tách nút hồng này cho mình nha. Tách nút hồng này này, đây cái nút hồng đây, các bạn gạt tách nút hồng đi nha. Đó, sau khi tắt con hồng, các bạn vào vsix test setup. Rồi, các bạn gõ vào cái chữ open router board này. Rồi, chúng ta kéo xuống một tí. Chúng ta chọn check now. Với những trường hợp mà các bạn không chọn check now mà nó không ra open được á, thì có một cách thứ hai để các bạn kiểm tra board có open có ok hay không. Đây, các bạn vào trình duyệt web là thứ nhất. Rồi, của mình open rồi thì mình chỉ cần continue thôi các bạn ha. Đây này, của mình open rồi. Bởi vì nó mà liên kết lâu thì nó sẽ load tất cả các dữ liệu và chỉ cần check là nó sẽ open thôi. Sau khi check open thì còn chọn continue. Sau đó là bật nút hồng. Đây. Sau đó là chúng ta qua cái phần bi. Qua cái phần Docker đây thì các bạn biểu Docker đó kìa, là các bạn để ý này. Chỉ cần cái bi coin search nó ra cái màu xanh như thế này là nó đang chạy này, là chúng ta kích chuột trái vào. Sau đó là chúng ta để ở cái dạng là star. Đây, star đây các bạn ha. Để vào star đây, kích chuột trái vào star đây. Đấy, là đây là cái giao diện chính của BNode và Docker. Đấy, các bạn nên nhớ này. Nó sẽ chạy, đây là cái CPU. Cái là hiện tại bây giờ cái hệ thống BNode nó đang sử dụng CPU là bao nhiêu phần trăm đây. Và đây là cái memory, là bộ nhớ của nó. Và đây là cái tốc độ xử lý và lưu trữ dữ liệu của BNode chúng ta. Đây các bạn ha. Thôi, thì chúng ta chờ một chút nữa là khối nó về. Bây giờ tiếp tục là mình sẽ chỉ cho các bạn cách chết bằng web. Ví dụ như cái này nó không open nha các bạn. Ví dụ như cái open router này nó không open. Chết nó không được. Nó cũng là bình thường các bạn ha. Chết cái này không được, nó là bình thường chứ không có gì bất thường đâu. Nhưng mà sau đó chúng ta phải vào web chúng ta kiểm tra. Đây, vào trình duyệt web. Chúng ta gõ là bọt chết b phở o r t c h e c k, nhấn enter. Đây, sau đó là chúng ta bọt chết này, bọt checker.co này, chúng ta kích chuột trái vào bọt checker.co. Đây rồi, ở trên thanh đây là địa chỉ IP của mình, ở dưới đây là các bạn nhập cho mình là khi mà blockchain testnet của mình, của node mình liên kết với blockchain của testnet của máy chủ á,
thì cái bọt các bạn nên nhớ này, cái bọt 31401 tới 31403 sẽ open, còn 31400 với lại từ 31404 trở lên 31409 là sẽ cloud, có nghĩa là đóng á. Cho nên là các bạn chỉ cần kiểm tra cho mình là 31400 thử open hay không thôi. Cloud này là chính là chuẩn này. Tiếp theo á là 31402. 31402 open đang mở. Đấy là chỉ cần kiểm tra 20 bọt này thôi. Còn nếu mà các bạn kỹ á thì các bạn sẽ kiểm tra 31400 open là đóng. 31401, 31402, 31403 là mở. Còn lại là 31404 tới lên 31409 là sẽ đóng, là ok. Có nghĩa là đây là cách cho các bạn kiểm tra tới cái bọt của mình nó có chuẩn chưa, mà trong cái điều kiện open bọt của Binod nó không cho mở, nó không có open hết trong đó thì vẫn có thể qua đây kiểm tra được. Rồi cái này là xong nè, mình tát xuống nè. Đây là kiểm tra, nhớ nha các bạn, đây là kiểm tra open router bọt mà nó không open ở trong Binod, nhưng mà ra ngoài web kiểm tra nó như thế này là ok nha. Rồi xong rồi giao diện này mình tát xuống nè. Tiếp theo những cái thông số, những cái chú ý mà các bạn chú ý nè, khi mà một cái Binod mà các bạn nhìn, các bạn thấy cái Binod nó đang chạy như thế này, nó đang chạy lót khối về. Đấy, sau khi lót khối về á thì khối trên cái local block number với lại latest block number là hai cái số này nó tương đương nhau. Số trên lúc nào nó cũng chạy chậm hơn số dưới một ít, hoặc là nó chạy chậm hơn 10 đến 20.000 khối là chuyện bình thường các bạn ha. 10.000 đến 20.000 khối trên đây là chuyện bình thường, không sao cả. Thì cách chúng ta xử lý khối chậm là chúng ta vào trong đây. Chúng ta vào đây chúng ta kiểm tra này. Đây sẽ là a few second ago, có nghĩa là cái block nó sẽ được tạo trong vòng một vài giây hay một vài phút này là ok. Nếu mà nó lên tới hàng giờ, 1-2 giờ thì mình chỉ cho các bạn này. Các bạn vào biểu tượng Docker ở phía dưới góc phải màn hình này, hoặc là nếu mà không có thì các bạn kích chuột này, kích chuột vào mũi tên lên này. Nếu mà không có biểu tượng Docker trong đó thì nó sẽ có biểu tượng Docker trong đây. Các bạn sẽ kích chuột vào đây, nó sẽ thấy biểu tượng Docker đây. Thì sau khi có biểu tượng trong đây thì các bạn kích chuột phải vào. Kích chuột phải vào biểu tượng Docker, các bạn chọn restart lại. Có nghĩa là khởi động lại Docker cho nó load cái latest block các bạn ha. Có nghĩa là nó load lại cái block để mà nó đồng bộ cái đây. Để mà nó đồng bộ cái local block number với lại latest block number đây. Đấy là cái điều chú ý khi mà hai cái này nó không đồng bộ nhau mà nó cách nhau 10.000 20.000 khối, hoặc là hiển thị ở trên đây là hàng giờ. Khi mà nó hiển thị trên đây hàng giờ thì chúng ta xử lý bằng cách đó. Đây, a few second ago mà nó hiển thị qua đây là 1 2 giờ, 3 4 giờ, 5 giờ đó, thì đó là cái chúng ta xử lý. Rồi, còn đơn giản nha. Khi mà cái Binod nó vận hành như thế này. Thứ nhất là đây, nút hồng nó gạt bên phải. Sau đó là hai cái khối này nó tương đương nhau, cách nhau 10.000 15.000 khối là chuyện bình thường. Tiếp theo nữa là ba cái thông số của Docker. Trong Docker thì các bạn chỉ cần để ý nè, cái Beacon Search này nó có màu xanh như thế này là ok rồi. Cái thứ tư nữa là các bạn kiểm tra, đây là cái biểu tượng màn hình này, có nghĩa là biểu tượng này Internet Access nè, có nghĩa là cái máy tính của bạn đang được cung cấp Internet, cho nên nó vận hành blockchain bình thường. Còn nếu nó không có biểu tượng này thì các bạn phải vào cái trình duyệt web, các bạn gõ YouTube, câu thứ hay gõ YouTube hay Google thì câu thứ nó chạy hay không, để mà câu thứ năm Internet nó đang cung cấp vào máy tính hay không đấy. Thì có thể có máy tính nó không hiển thị cái màn hình này các bạn, không hiển thị cái Internet Access này, thì buộc các bạn phải vào trình duyệt web để mà kiểm tra thử là nó đã có vào Internet vào máy tính chưa. Đấy, đổi lỗi là về cái Binod thì nó đơn giản như thế này. Các bạn cần tư vấn về Binod, về Bi, về tất cả vấn đề về Bi thì hãy tự tin liên hệ cho mình, số điện thoại là 0985 463 799. Số này cũng là số Zalo, số này cũng là số điện thoại chính của mình, và số này cũng là số điện thoại đã KIC. Các bạn có thể lấy số điện thoại này để mà đưa vào vòng tròn bảo mật của các bạn nha. Đó, rồi sau này các bạn nhớ này, các bạn nếu cái này dặn đi dặn lại rất là nhiều lần, nếu các bạn không có điều kiện thì không cần lăn tăn điều với cái vấn đề chạy nốt nha. Chạy nốt là dành cho người có điều kiện và có tầm nhìn, cho nên nếu các bạn có điều kiện có tầm nhìn thì nên chạy nốt ngay và luôn, bởi vì cái phần thưởng từ nốt rất là lớn. Hiện tại bây giờ nếu mà một tài khoản solo các bạn khóa 90-100% thì tài khoản solo đó sinh ra bi khoảng 1.1 bi thôi. Chứ nhưng mà nếu mà các bạn cài nốt mà các bạn khóa 90-100% thì trong 1-2 tuần thì các bạn có thể sở hữu cái tốc độ khai thác bi á, là một ngày tương đương với tầm khoảng 10 bi đến 30 bi.
Đấy, cho nên đây là một trong những lợi thế rất lớn. Trong cái đó là nếu mà tài khoản solo các bạn quá 90 đến 100% thì một ngày chỉ được một chấm mấy 2 bi thôi. Nhưng mà với việc chạy nốt thì các bạn được nhận được số bi rất là lớn, có thể là từ 10 tới 30 bi, tùy theo cái cách bạn chăm sóc, tùy theo cái cấu hình. Mà bên mình thì hầu như cái cấu hình bên mình đó thì hiện tại bây giờ bill lên mà chạy 1 đến 2 tuần là trung bình từ 5, từ thấp nhất là 4 chấm tới 7 chấm, thì tương đương với tầm khoảng là 10 rip tới khoảng 30 rip. Đấy, thì một trong những lợi thế đó. Các bạn có cần gì tư vấn về bi và binot thì cứ alo cho mình hoặc là Zalo của mình ha, 0985463799. Và đây là một cái video riêng cho các bạn, hướng dẫn về các bạn về cách chăm nốt và ví dụ như lỡ cúp điện thì chúng ta phải xử lý như thế nào. Còn ví dụ như những cái lỗi mà nặng hơn thì các bạn, những cái bạn mà đã bill nốt của Tài Bùi thì chỉ cần chụp ultra ha, chụp ultra mở đây, đây là ultra đây các bạn ha, đây là biểu tượng ultra, là ultra đây, là các bạn chỉ cần chụp kích đầu chuột vào ultra này. Đấy, sau đó nó hiển thị lên cái thông số này. Đấy, thì các bạn chỉ cần á là chụp cái màn hình ultra nó gửi qua cho mình đây, dành cho các bạn mà đã bill nốt của mình thì mình sẽ hỗ trợ gần như là 24/24. Đấy, chúc các bạn chăm nốt vui và nhận cái phần thưởng bonus càng cao càng tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những livestream sau, những video sau nha. Bye bye các bạn.